Hello, Ngọc Diệu Vlog xin chào cả nhà nha. Em chào các ông bà, cô chú, anh chị và các bạn xem kênh của Ngọc Diệu Vlog nha. Cả nhà ơi, bữa nay em dắt hai thằng đứa con em đi vô trong siêu thị cướp cha chơi nha ông bà cô chú. Dắt nó lên đây chơi, chị cho nó chơi, chỉ lên cho nó vô trò chơi chơi với ông bà cô chú, chứ còn ngoài qua mua đồ thì em không có đi mua nha. Dạ mời ông bà cô chú đi theo mấy mẹ con em nhé. Kìa, nó lôi kìa, nó lôi anh hai nó đi không kịp rồi, kìa nó lôi anh hai nó đi kìa, nó thấy có trò chơi vậy không bà cô chú. Đi từ từ với em chơi. Đợi cho mình ơi. Rồi. Chụp hình. Cỡ queo nhìn mẹ kìa, chụp hình ơi, tao kiểu ơi. Nè, quay ở chỗ vuốt đâu không luôn. Chuột ơi, chuột ơi. Chuột. Vuốt đâu không vậy luôn hả? Vuốt không? Rồi, xách cái vỏ quà coi. Đây nè, dòm đây nè, không có quà đừng có khui ha. Trời ơi. Khui gì đâu mà khui. Người ta để làm tiểu thôi con. Rồi, nhìn mẹ nha. Người ta đây nè. Quay cho mẹ nè. Thôi là nó quậy xong mà nó vô đây nó cũng quậy luôn á. Nghe không? Đi bóp mũi không? Già Noel vậy. Đi bóp mũi, đi bóp mắt. Già Noel trai. Mày đi tới đâu cũng quậy hết trơn được coi. Thôi giờ đi nè, đi lên trên kia rồi chơi đi, trả đi. Trả đi. Quá trời ơi, cô chú ơi. Đi báo mẹ luôn. Đi báo mẹ luôn. Không biết ngay. Giảm 50% luôn hả, bà cô chú cũng sắc mẹ kia nè. Lấy chỗ ở đây vậy? Không. Cái túi này đẹp đẹp không, bà cô chú giảm 50%. Đương giảm mà có hàng, đương giảm giá. Anh chị nào có gần tất cả, ra mua không, bà cô chú ơi, đương giảm có đời luôn. Ngồi lên. Tàu lên tiếp tầng, nãy giờ đi như 3-4 tầng rồi đó mọi người. Đi 3 tầng mà chưa tới tầng, còn chưa tới tầng thì chơi cho chuột nó chơi nữa. Không nhỉ. Trời ơi, chuột nó đụng đầu với một cái cung luôn kìa. Đụng đầu vô kiến cái cung luôn, cái nhà đây em dòm qua bên đó cũng thấy lên mắt 81 tầng luôn bà cô chú ơi. Uống mua đầu tự. Ở đây thì ở dưới em lên, ở đây thì dưới lộ. Bây giờ không thấy cái này thấy vui vui cảnh nhà đèn chớp nhán nhóc hết trơn. Con hả? À, không sao sao con cũng lục cục gì. Thôi về đi ra. Đi gì? Lên tầng nữa bà cũng chú ơi, một tầng nó mới tới tầng người chơi, nãy giờ đi 3-4 tầng hả vậy? Đi 4 tầng hả vậy? Một tầng nữa mới tới khu trò chơi cho chuột. Nãy giờ đi ngắm nha. Đi đâu bên đó vậy? Đi bên đây nè. Ở đây thì quán ăn, ở đây nó đủ thứ hết trơn bà cô chú. Em thấy mấy cái quầy. Trời ơi trời, biết cái câu tài. Cái quầy hàng này cái đồ đẹp đẹp có không bao cô chú, đồ xịn không à. Nói chung là đồ xịn. Tao thở không nổi vậy đó là đi chơi. Mệt đâu? Có mệt đâu? Mệt đâu? Dễ gì mệt, đi chơi là đi chơi là nó dễ gì mệt á. Đi nãy giờ ta lội mệt rồi nó chưa mệt. Ta lội. Cái nhà hôi cả nhà. Đi vô mấy cái quán ăn thơm ơi là thơm bà vui quá. Cái này combo combo lẩu. Ừ rồi. Chỉ từ 88 k thôi, combo lẩu là 88 k thôi. Cả nhà. Đâu rồi? Tính là cái thằng này là tới game rồi, giặt hồi trưa bà cô chú ơi, lên thêm thằng nữa bà cô chú ơi. Coi kìa, nó lại kìa. Nó lại đầu chơi là nó. Nó bắt đi luôn. Trời ơi, nó lại đầu chơi. Thế đâu rồi? Nó mê vậy. Nên đâu phải bên kia mà kìa, hay gì cái tới kìa bên đó hay gì đó. Quá trời ông bà. Quá trời. Nó vô bên đó đó, vô đây cái gì nè. Tới rồi ông bà cô chú ơi, tính đâu lên tầng nữa cho hồi tới đây tới rồi. Mẹ con cháy giờ rồi. Ừ, tới chưa? Con đâu đi vậy? Hỏi con coi hình như có cho được mà. Bữa nay thứ vắng con từ từ. Không ba ba chín.
545 549 549. Có thể tích điểm vậy là một lần điểm gì vô như một vậy là được sao? Tính sao? À, 120.000 là mình được tích 12 điểm. 12 điểm. Trên 50 điểm là mình có thể đổi quà cho mẹ. À, vậy đó hả? Còn một cái app thì tích điểm. Mà là bắt tải cái app qua điện thoại hả? Đúng rồi ạ. Chứ không có cần gì trên hả? Tải app qua cả app thì được tích điểm. Thế cả lần đầu tải app là 50.000 với vòng hộp nữa đấy ạ. À, chỉ cần muốn tải luôn. Thì tải luôn đi, khi đâu mai mốt nó vô nữa là sao? Mình mở điện thoại nó có gia hạn là khoảng bao lâu là mới được đổi điểm không, hay là cứ để hoài vậy? Thì nào mình để bao lâu cũng được, đến khi nào chị muốn đổi thì thôi. À vậy đó hả, chứ không phải là để mấy nghìn điểm rồi cũng được. À vậy đó. Rồi. Không sợ, nhưng mình sợ mình ít, chẳng như chị ít đi, sợ chị ít đi lâu lâu mới đi lần á, cái đầu không có sử dụng, cái đầu lâu lâu là cái hết hạn á, chị hỏi là như vậy thôi. Hết hạn nó không trừ điểm, nó cứ tích lên để khi nào chị muốn sử dụng. À vậy hả, vậy tải thẻ luôn đi, đang biết đâu mai mốt nó đi như mình mở điện thoại lên tải app đi. Lấy điện thoại mẹ tải áp cho con. Em gửi chị. Ơi, con đang chơi với ai vậy? Được. Con đang làm gì đó? Ăn thẻ. Thẻ hả? Chơi mua thẻ. Đi mua thẻ, nó là hai anh em ngồi chơi quậy chứ có chơi đâu. Mua thẻ ở đâu? Hả? Mua thẻ ở đâu em biết đó. Đi kiếm mua thẻ đó, nó đi kiếm chỗ rồi nó mua thẻ đâu mà cô chú. Thẻ ở đây vậy? Không phải đâu, không phải. Đây. Không phải. Bữa nay ra đây. Ok. Hai đem cái gì vậy? Cái đó cái gì vậy? Cái này người ta bỏ gác mà. Trời ơi coi ông lớn nhà em không gì. Dành. Đó, hai anh em dành ăn câu cá. Ở đây nè, câu cá nè. Quay mạnh lên, quay mạnh lên. Phải có thẻ vô bỏ rồi mới gắt mới quay được mà cô chú. Mà không có thẻ. Nãy lần hoàng đi vô đây trễ. Cái gì không nè? Nó trễ gì vậy? Gì đó? Bàn hoàng em đi trễ không bà cô chú em đi vô đây. Chú mua thẻ. Đang 8 giờ rồi. Bây giờ tới 9 giờ người ta đóng cửa rồi. Cái này thì chơi không có thời gian. Mình có thể mình mua vé rồi xong mình chơi từ sáng tới chiều. Mẹ ơi. Ôi cái gì? Chỗ gì vậy? Chỗ đấy người ta chụp hình đó vậy. Kìa anh hai chạy xe nữa rồi kìa. Rồi kìa. Đúng đó chạy xe. Ôi trời, ông chủ kìa. Con trời ơi, cái gì? Con kìa cái. Ôi trời ơi. Con kìa. Bé. Trời ơi, ổng. Ôm úp cái mặt vô bên sân vậy nè. Đó rồi, úp nè, đó. Rồi. Có chơi đâu. Con kìa. Ok kìa. Anh thấy anh hài ổng bên đó rồi, ổng nhảy lên đây liền. Ổng nhảy bên đây liền. Vô. Nhỏ mất tiêu. Anh hai đâu rồi? Anh hai đâu? Anh hai bên đây nè. Anh hai qua tới đây rồi nè. Đây nè, đây nè, đây nè. Em câu nữa. Đây nè. Qua đây chơi đi, qua đây chơi đi, qua đây. Anh đang nhà trong đi anh em. Cái gì? Chơi này. Ê, trời trời, chui đâu vậy? Đi được bên kia. Nước. Nước.